Xin chào nhà ha, thì sau khi mình xài cái gói thuốc rễ và cặp kích rễ nha, thì bây giờ là cây của mình nó đi um sùm nè, ngon lành không? Thì cô bán chị nào mà cây ghép thì nhớ ngưng phân hoặc ngưng kích rễ trước 1 tháng ha. Nuôi cái cây khoảng 2 gang đi rồi bắt đầu cắt đóng bo, thì chừa lại khoảng một nhóm lá riêng để đóng ha. Còn đối với những cây mai tàn thì thời điểm này là rong cành lạc lá nha. Nếu mà cây 2 gang thì rong cành lặt lá nha, rong cho nó sáng sủa lên, lặt lá trong, bấm chặn đọt ở ngoài và phun bung đọt ha. Còn những cành nhỏ bỏ, rong cành là vậy ha, rong là bỏ. Lặt lá trước rồi bắt đầu mình rong, mình thấy những cái tược nào mà nó nhỏ mình bỏ. Ví dụ như tược nhỏ hà nè ha, bỏ đi, lặt đi. Thoáng liền ha. Lặt lá xong rồi rong. Rất là nhiều ở đây nè. Trời ơi, nhánh bự cũng rớt luôn, gió thổi rớt luôn à. Bởi vậy mới là bấm chặn đi để cho nó thùng lại cái cây núi mập lên, mập lên thì nó không bị gãy đổ mùa mưa nè, dễ gãy đổ ha. Cành dài bấm chặn lại. Rồi trên đây chỗ này tàn nó, mình lấy một cái cành nào cao nhất mình lấy làm đỉnh, cành này làm đỉnh ha, cành này bung ra và bấm chặn. Cái này bung ra cũng bấm chặn luôn ha, rút hình cho cây đẹp. Thì thời điểm này cây nào làm tàn thì rong cành, lạc lá vô kẽm ha. Còn thời điểm này cây nào mà muốn ghép thì nuôi cỡ khoảng dày, cắt bỏ chừa lại nhóm lá nhỏ rồi ghép. Ghép thì phải ngưng phân trước tháng, ngưng tưới nước trước ngày, ghép xong không tưới nước nha. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vậy ạ.